Rồi, chỗ này có thể kể giống như trong quá trình mà chú Dũng làm việc với Tứ thì cũng ngắn chứ không phải là dài, nhưng mà chỗ này có ấn tượng gì? Trong một khoảng thời gian làm việc với Tứ, chính xác là 10 ngày trước cái tiệc này được diễn ra. Đó là ngày 9, là chính âm của tháng Giêng chúng ta ký hợp đồng. Thì qua 10 ngày làm việc này thì cũng có thể là thấy cảm nhận được cái team của Tứ ngay từ thời điểm mà em gặp anh Tứ. Thì cái cách anh Tứ làm việc nó rất là khác so với những cái đơn vị hoạt động khác, tức là vẫn ở phân khúc cao, nhưng mà cái cách anh xử lý vấn đề, xử lý tình huống và lập kế hoạch wedding planner cho khách hàng rất là kỹ lưỡng và tỉ mỉ, và biết được cái điểm mạnh để anh làm khác biệt so với người khác là anh làm cho khách hàng thấy được cái họ đang mua là gì, đó là cái sự thoải mái và cái sự hài lòng của khách hàng, chứ không phải mua với giá trị của từng món hàng anh đem vào cái tiệm của họ. Chỉ cần khách hàng hài lòng, anh Tứ sẽ làm để cho khách hàng có thể có một bữa tiệc trọng đại trong đời của mình được hoàn hảo nhất. Thì đó là cái điểm mà Phú cảm thấy là bên anh Tứ rất là thành công. Thêm vào đó thì trong quá trình làm việc gần ngày đây, khi mà tiệc gia tiên và tiệc decor ở nhà hàng, thì tiếp xúc Phú được tiếp xúc nhiều hơn với là nhân sự, dàn nhân sự của Minh Tứ, thì Phú cảm nhận được tất cả các bạn nhân sự đều có một sự lễ phép rất là cao, và đó thể hiện cho cái văn hóa doanh nghiệp rất là tốt, một nội tại giúp Tứ có thể làm hài lòng khách hàng rất là tốt. Thì đó là cái mà Phú rất ấn tượng với team của anh Tứ. Cảm ơn Phú nhiều nha.